Tôi đau đó. Mình hàng nào đây? Alo. Chị Lan hả? Dạ, chị ấy, chị làm lại chưa? Chưa em ơi, nhưng mà đến giờ muộn em nhiều không? Chị nhiều lắm, nổi ở hai bên bờ hàm đó chị. Chiều được không em hả? Chiều chị dạ. Chiều có cho chị gọi cho em hay chị gọi lại cho em hay chị lên quán rồi chị dạ. gọi. Ok. Dạ. Tội sợ. Chị cũng phải chừng mấy cái taxi mà nó thấy vẫn hoạt động của anh ta, taxi chỗ bệnh viện à. Không có à. Chị thấy bệnh viện có mấy taxi. Nếu mà có là mấy đó nó được hơn mũi là được đi. Chắc rứa. Chị cũng không rõ nữa. Chị thấy taxi chị đó màu xanh xanh đó. Mà lên à? Ừ. Chỗ bệnh viện đó. Thấy chỗ bệnh viện thôi. Lì chưa có một mùa. Nghe là chị em nó kêu là họ rà soát là được cho tiêm chắc là cũng mấy bữa nó tiêm thôi mà biết đúng không? Tháng 10 này thì đó. Mà đợt này đi tiêm chắc ít người sướng là tiêm nhanh nè. Ừ. Hôm bữa hôm qua mà chị khi đi đúng giờ đi sướng lắm, cũng ít người. Ừ. Hồi chị đi đông với sợ. Chị đi tiêm cái nào? Cung Tiên Sơn. Nhất là nguyên cái quận Hải Châu đã tập trung mấy đó luôn á. Ừ. Còn Hà ở bên kia thì đi quận khác. Thì Hà là Thanh Khê rồi. Ừ. Quận Thanh Khê cũng ngon. Hay. Ừ. Quận Thanh Khê nó cũng tiêm sớm chứ. Cái đường nó đang họ tháo rào trái rồi chắc tới ngày nay họ ra hết. Như còn gì quá xanh trước ở bên đây luôn đúng không? Ừ, Hồng Diệu với chị anh Dương Lược á đó. Mà chị Hồng Diệu là đoạn kia thôi. Tùy đoạn em, tùy phường. Phường Phước Ninh á, chỗ nó có đoạn. Đoạn phía chợ mới là mới đây, Bình Thuận là mới đây. Phường Tây Phường. Cái ông đầu tóc ông dài thấy bức tậu luôn. Cái ông mà làm đồ cho mình nè chưa được đi cắt tóc á, cái đầu ông dài thon thon nữa.
chụp xong là tao nói tiệm tóc đông ghê thôi cái gì. Mấy đứa bạn xin trò tao nó mở cái đèn tao bất ngờ. Cái tóc nôn á. Cũng lì ghê. Lỡ ai mà vô khai ra cái là rầu đó, đi tù đó em. Đi tù đó. Không phải giỡn đâu. Không có chay thì bình thường. Đúng rồi. Thì bởi đó. Chị nói là lỡ mang khai tới đó cắt tóc là rầu đó. Tiệm tóc nó coi như là đi tù khởi tố. Mà thêm vài người chỗ nó bị nữa là mới nặng. Trời, nổi tiếng luôn. Thì bởi vì em sợ đó. Sợ đó đó chắc là cũ. Mà không làm nó thì họ khóc lóc dữ quá. Gọi nhìn là 7 phút đi. Nha, nghe xịt lên xịt. Chắc thèm cái nữa quá là nhiều quá trời nè. Chú. Thôi thôi thôi. Chị đã cái đèn lên xíu. Để lau cái tay tụi mình dính dính nó khó chịu. Đây được chưa? Mình ghi số là đúng chưa Ly? Dạ. Hồi nãy mình ghi số 6 đúng không? Đến số 7 đúng không? Mình nhớ. Hay là bỏ qua, hay là không ghi số 6 thôi. Ghi số 7 thôi. Nhớ có ghi số 7. Mấy phút rồi?